quan tới vụ truy tìm nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Lai Châu sáng mùng 6 tháng 3. Đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã huy động hơn 400 người gồm các cán bộ chiến sĩ công an, dân quân, an ninh thôn bản. Lập các chốt chặn để truy tìm nghi phạm Lò Văn Sươm, sinh năm 2001, ở huyện Sìn Hồ. Theo đại diện Công an tỉnh Lai Châu, sau khi nhận tin báo, trực tiếp Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng lên phương án truy tìm nghi phạm Sươm. Tuy nhiên, tới nay công tác truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn bởi địa hình núi rừng rậm rạp. Trước đó, vụ án mạng xảy ra lúc 19 giờ 15 phút ngày 5 tháng 3 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nạn nhân là chị Lò Thị Lờ, sinh năm 2003, trú tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên. Theo cảnh sát, khi gây án, đối tượng Sươm mặc áo kẻ màu đen, quần bò màu đen, đi dép màu đen. Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường với trang phục như trên và cầm theo hung khí là dao nhọn, bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, nghi chạy sang huyện Sìn Hồ. Sáng mùng 6 tháng 3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đang điều tra vụ giết người xảy ra vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 5 tháng 3 tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên. Nạn nhân là chị Lò Thị Lờ, sinh năm 2003, trú tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên. Quá trình điều tra, Công an xác định nghi phạm là Lò Văn Sươm, 23 tuổi, ngụ xã Năng Hẻo, huyện Sìn Hồ. Khi gây án, đối tượng mặc quần lửng đến ngang gối màu cam, áo kẻ màu đen, quần bò màu đen, đi dép màu đen. Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường với trang phục như trên và cầm theo hung khí là dao nhọn. Đối tượng bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, nghi chạy sang huyện Sìn Hồ. Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú và đề nghị quần chúng nhân dân chia sẻ, lan tỏa thông tin để cộng đồng biết, cung cấp thông tin về đối tượng, phục vụ tiến trình điều tra, sớm bắt giữ đối tượng. Mọi thông tin, người dân có thể liên hệ tới Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, Thượng tá Vũ Tiến Văn, trưởng phòng. Số điện thoại 0915484838, Công an huyện Tân Uyên, Thượng tá Nguyễn Mạnh Tân, Phó trưởng Công an huyện. Số điện thoại 0977866999. Theo thông tin mới nhất, Hoàng Đình Tuấn, sinh năm 1984, trú tại Thanh Hóa, hay còn gọi là Tuấn Phỏ Mã 36, đã bị Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bắt để điều tra về hành vi đánh bạc. Trước khi bị bắt, Tuấn nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với những hình ảnh nổ là có quan hệ với cảnh sát giao thông. Tuấn Phỏ Mã 36 mở kênh TikTok để bán máy cạo râu. Cụ thể, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, Facebook xuất hiện một số tài khoản có tên Tuấn Phỏ Mã 36, trong đó có một tài khoản TikTok với hơn 270.000 lượt theo dõi và hơn 3,2 triệu lượt thích. Tài khoản này đăng tải nhiều video clip lưu thông trên đường phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác như Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc và giao lưu với các cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Người tự xưng là Tuấn Phỏ Mã 36 thường xuất hiện trong clip với hình ảnh quần cộc, đội mũ cối, đi chiếc xe bán tải và giao lưu ở khu vực có cán bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Với các video clip sau khi được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội TikTok, Facebook mang tên Tuấn Phỏ Mã 36 có tới cả triệu lượt xem và chia sẻ với hàng trăm các bình luận trái chiều. Bên trong các clip, Tuấn Phỏ Mã 36 còn lồng ghép thêm nhiều nội dung quảng cáo bán máy cạo râu 3 trong 1. Thậm chí, người này còn có clip giao bán cả mặt hàng máy cạo râu cho cán bộ mặc đồng phục cảnh sát giao thông trong lúc đang làm nhiệm vụ. Tuấn Phỏ Mã 36 nổ có mối quan hệ với một số cảnh sát giao thông. Trong một video được đăng tải lên tài khoản TikTok, người tự xưng là Tuấn Phỏ Mã 36 có độ dài 1 phút 53 giây. Tuấn Phỏ Mã 36 phát hiện hai người đàn ông đi xe ô tô đang bị lực lượng cảnh sát giao thông chưa rõ địa điểm chốt cảnh sát giao thông xử lý về hành vi vi phạm luật giao thông. Thế vậy, người tự xưng là Tuấn Phỏ Mã 36, đầu đội mũ cối, chân đi dép lê, mặc quần sóc, hai tay xỏ túi quần đi thẳng vào bốt trực của cảnh sát giao thông. Sau một lúc trao đổi, Tuấn Phỏ Mã 36 tay cầm một sổ có màu xanh từ bốt của cảnh sát giao thông đi ra rồi đưa cho người vi phạm giao thông. Sau đó, hai người đi ô tô đã hồ hởi mua hai chiếc máy cạo râu của vị ân nhân với giá là 200.000 đồng trên một chiếc. Ở một video khác, những hình ảnh cho thấy người tự xưng là Tuấn Phỏ Mã 36 ngồi trên chiếc xe ô tô vừa đi vừa quay clip tại một chốt cảnh sát giao thông. Tuấn Phỏ Mã 36 nói trong video, giúp hai người cháu tí nào. Cháu áo trắng, anh em nhìn thấy không? Một cháu đang vào trong xin xỏ rồi, giúp cháu tí nhá. Cháu ơi, vào kêu là chú Tuấn Phỏ Mã 36 xin cho rồi về đây. Một cảnh sát giao thông xuất hiện rồi vẫy tay ra hiệu cho Tuấn Phỏ Mã 36 rời đi. Ngay sau đó, hai phụ nữ kia cũng được cảnh sát giao thông cho đi. Một video clip khác được đăng tải trên tài khoản TikTok Tuấn Phỏ Mã 36. Tuấn lưu thông đến đèn xanh đỏ thì thấy có hai người phụ nữ đi xe máy được cảnh sát giao thông dừng xe. Thế vậy, Tuấn Phỏ Mã 36 lên miệng nói, hỗ trợ hai em gái này luôn anh em nhé, ok nhé. Sau đó, người này điều khiển xe ô tô đi tạt vào lề đường, xuống xe và đi về phía bốt cảnh sát giao thông.
di chuyển đến gần bốt cảnh sát giao thông, Tuấn phò mã 36 nói: "Đi đi em, anh nói đi thì cứ đi đi." Sau đó tiến lại gần bốt cảnh sát giao thông, trêu đùa một lái xe công nghệ rồi nói vọng vào bên trong, nơi có một cảnh sát giao thông đang làm việc: "Anh ơi, thằng em ấy mà." Dù Tuấn đăng tải các video clip như vậy, nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, người xưng là Tuấn phò mã không có mối quan hệ mật thiết nào với cán bộ cảnh sát giao thông. Người này cố tình làm xấu hình ảnh của lực lượng công an, một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, Hoàng Đình Tuấn, quê ở Thanh Hóa, từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 4 năm 2014, Hoàng Đình Tuấn bị công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 16 tháng 12 năm 2014, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tống đạt cáo trạng truy tố Hoàng Đình Tuấn, quê Thanh Hóa, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Tuấn phò mã đánh bạc dưới hình thức chơi bia ăn tiền. Theo thông tin ban đầu, số tiền mà đối tượng đánh bạc lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngày 6 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội thông tin ban đầu vụ va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy xảy ra tại đường Trần Cung vào tối ngày 5 tháng 3. Theo nhà chức trách, khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, ô tô mang biển kiểm soát 30H119XX di chuyển trên đường Trần Cung hướng đi Phạm Văn Đồng, va chạm với xe máy đang dừng sát vỉa hè đối diện khu vực số 38 Trần Cung. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã đến hiện trường giải quyết. Bước đầu xác định người điều khiển ô tô là chị LHT, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Người điều khiển xe máy là anh NVA, trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Kiểm tra nồng độ cồn với chị LHT cho kết quả 0,573mg trên 1 lít khí thở, vượt mức phạt theo khung cao nhất hiện nay là 0,4mg trên lít khí thở. Anh NVA không có nồng độ cồn. Sau khi xảy ra vụ việc, một số trang mạng xã hội đưa tin chị LHT tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Lực lượng chức năng đã xác định chị T không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 6 tháng 3, nguồn tin của Dân Việt cho biết Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Hoàng Đình Tuấn, sinh năm 1984, quê Thanh Hóa, để điều tra hành vi đánh bạc. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng huyện Yên Phong và Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định. Hoàng Đình Tuấn thường được gọi với biệt danh là Tuấn Phò Mã hay Tuấn Phò Mã 36. Trước là một tài xế ô tô, khoảng 2 năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip của Tuấn Phò Mã hay Tuấn 36. Tuấn chuyên quay các video cách né cảnh sát giao thông và giải thích về luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều clip của Tuấn Phò Mã cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Nhiều clip của Tuấn ghi lại khi người đàn ông này có mặt, nhiều tổ, đội cảnh sát giao thông ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Kênh TikTok của Tuấn Phò Mã có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này, ngoài quay hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động còn có nội dung bán máy cạo râu, thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem. Sáng nay ngày 6 tháng 3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Bước sang ngày làm việc thứ hai, ở ngày xét xử này, phiên tòa tiếp tục với phần đọc cáo trạng. An ninh phiên tòa tiếp tục được siết chặt, lực lượng bảo vệ an ninh phiên tòa gồm công an, cảnh sát cơ động được bố trí khắp nơi. Lực lượng cảnh sát giao thông, bảo vệ dân phố đã đứng gác sẵn ở các tuyến đường gần Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh như ngã tư Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngã tư Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1. Khu công viên đối diện Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một số người dân vẫn tập luyện thể thao một cách bình thường. Nhóm người dân liên quan đến vụ trái phiếu SCB cũng không xuất hiện để theo dõi thông tin xét xử bà Trương Mỹ Lan như sáng ngày 5 tháng 3. Cùng với đó, khu vực sân tòa và các tuyến đường xung quanh đều không có người dân tụ tập. Dự kiến phiên xét xử sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 4. Đây là văn bản của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên yêu cầu đơn vị vận hành tuyến buýt 205 là công ty cổ phần tập đoàn Phượng Hoàng giải trình vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách. Trong văn bản nêu rõ, công ty cổ phần tập đoàn vận tải Phượng Hoàng kiểm tra, xác minh, yêu cầu lái xe tường trình làm rõ theo nội dung mà báo Dân Việt đã phản ánh. Xử lý nghiêm đối với vi phạm trên theo nội quy, quy chế của công ty và báo cáo kết quả về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 8 tháng 3 năm 2024. Cũng trong ngày 6 tháng 3, sau khi phóng sự, bát nháo trên những chuyến xe buýt liên tỉnh Hưng Yên, Hà Nội phát sóng, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên đã làm việc với đại diện công ty và nhân viên lái xe, phục vụ trên xe buýt được đề cập đến trong phóng sự. Biên bản làm việc xác nhận, ngày 24 tháng 2 năm 2024, nhân viên phục vụ trên xe không đeo thẻ tên theo quy định và thu tiền vé của hành khách nhưng không trao vé cho khách. Biên bản kết luận hai lỗi, không đeo thẻ tên và thu tiền nhưng không trao vé cho hành khách của nhân viên phục vụ. Đại diện công ty vận chuyển cho biết,
sẽ tiến hành rà soát lại các xe trong hệ thống, đồng thời cho nghỉ việc đối với nhân viên phục vụ vi phạm quy định của pháp luật. Đúng với các cái sau khi mà làm việc xong với thanh tra sở giao thông vận tải rồi thì về phía doanh nghiệp thì đối với phương tiện thì cũng có thể là để hoạt động và bố trí cái nhân lực khác, còn riêng đối với nhân viên phục vụ trên cái xe mà không đào vé đào khách sau khi đã thu tiền thì công ty sẽ buộc thôi việc theo đúng quy chế của công ty. Đại diện công ty cũng cho biết sẽ tăng cường hoạt động giám sát kiểm tra để không còn xảy ra tình trạng thu tiền nhưng không đưa vé. Đối với việc vận chuyển hàng hóa và dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, công ty cũng sẽ có quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động này. Quy định quán triệt là phải bố trí sắp xếp các vị trí để hàng hóa cho nó phù hợp và đồng thời là trong quá trình vận chuyển phải kiểm tra hàng hóa để tránh những cái phòng ngừa những vấn đề là hàng cấm rồi những hàng cháy nổ hoặc là những hàng mà có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách. Qua sự việc này, các cơ quan chức năng, các công ty vận tải cần giám sát chặt chẽ hơn để không còn tình trạng thu tiền nhưng không đưa vé xảy ra. Hãy đảm bảo rằng quyền lợi của hành khách trên xe không chỉ có trên những thông tư, nghị định mà còn được đảm bảo trên từng chuyến đi. Chiều ngày 6 tháng 3, ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại đường Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cảnh sát quận này sau khi nắm được thông tin phản ánh từ báo chí đã đến hiện trường xem xét sự việc. Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, nhiều người dân sống trên đường Lam Sơn thời gian gần đây sống trong cảnh bất an vì thường xuyên bị bi sắt bắn vào nhà gây hư hỏng tài sản. Thậm chí có người bị bắn trúng chân gây chấn thương. Tại con hẻm số 48 đường Lam Sơn, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, có khoảng 20 nhà bị những đối tượng lạ bắn bi sắt gây bể kính. Mỗi tháng nay, ngày nào cũng vậy hết á, bọt liên tục mà. Trước tôi lượm tôi để đóng đây này, hôm nay nó khét hết rồi. Cảnh sát quận Tân Bình hiện đang lấy lời khai của người dân và điều tra làm rõ vụ việc. Vạn Thịnh Phát là vụ án hình sự kinh tế lớn chưa từng có. Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhận định đây là vụ án hình sự kinh tế lớn, số lượng người có liên quan cực lớn và thời gian xét xử khoảng 60 ngày. Ông Nên cho biết thêm, để chuẩn bị cho công tác xét xử, Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch chương trình, nội dung chi tiết kể cả đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác truyền thông. Việc này nhằm để mọi người, nhất là những người có liên quan biết mình phải làm gì, làm như thế nào để đảm bảo không ảnh hưởng tới những hoạt động của thành phố. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, đến hiện tại những người liên quan đến vụ án đều chấp hành các công tác xét xử chưa gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, đây là việc mới, việc lớn, có qua lại mật thiết đến nhiều mối quan hệ, kể cả yếu tố nước ngoài. Do đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu phải có sự phối hợp từ công tác truyền thông cho đến công tác bảo vệ, công tác xét xử. Việc xét xử phải đảm bảo ra phán xét cuối cùng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đảm bảo các yêu cầu, đặc biệt là chuẩn bị kế hoạch thi hành án. Cũng theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến rất nhiều người, các cơ quan cần lên kế hoạch truyền thông để người dân theo dõi phiên xét xử trực tuyến, tránh tập trung dồn về một chỗ. Từng địa phương, từng người có liên quan phải tham gia một cách trách nhiệm và kịp thời phát hiện, phòng ngừa âm mưu phá hoại, không để bất cứ tình huống gì xảy ra ảnh hưởng đến phiên xét xử. Chúng ta mong muốn mọi việc sẽ suôn sẻ và việc xét xử có kết quả để kết thúc câu chuyện này. Đây là một trong những việc tồn đọng phát sinh rất phức tạp trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chia sẻ. Sáng ngày 5 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo liên quan do có các sai phạm xảy ra tại tập đoàn này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và một số đơn vị. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử 3 tội danh về đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Gần 60 bị cáo là cựu lãnh đạo cán bộ SCB và Ngân hàng Nhà nước, 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ và một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị xét xử về các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Tiến hành xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập khoảng 3.000 người tham gia tố tụng, trong đó có các bị cáo, 200 luật sư bào chữa cho các bị cáo bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Số người còn lại hầu hết là các đại diện, tổ chức và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Những người được triệu tập tới phiên xử có hơn 2.400 người liên quan, gồm nhóm người là các cá nhân thuộc SCB 316 người. Nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay và đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB là 1.153 người. Nhóm người liên quan là các pháp nhân đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB là 692 người. Nhóm người liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước là 42 người và nhóm người liên quan khác là 201 người. Tòa cũng triệu tập một số người phiên dịch cho bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan có quốc tịch Trung Quốc.
hàng hóa cồng kềnh, gia cầm sống như gà cũng chở, tất cả đều được ném hết lên xe. Nhiều hôm cao điểm, chật kín lối đi từ đầu tới cuối xe. Cứ có người gửi hàng, phụ xe lao như tên bắn xuống đường, bất chấp đoạn đường này không được dừng đỗ. Nhân viên này cho biết, giá cước lần gửi ít nhất 50.000 đồng, nhiều tới cả trăm. Thu thế nào là quyền nhà xe, người gửi và người nhận hàng phải chấp nhận. Tình trạng lộn xộn trong vận chuyển hàng hóa diễn ra trên hầu hết các chuyến xe buýt liên tỉnh 205 Hưng Yên, Hà Nội. Và một bao cước gửi hàng này chắc 50.000 chứ. 50.000 một lần gửi. Đây 50.000 một bao. 50.000 một bao. Thế là dẫn trước 50.000 không còn ra gửi chắc là phải. Đấy. Trong quá trình ghi nhận, phóng viên còn phát hiện nhiều sai phạm trong vận chuyển hàng hóa, như thùng hàng này không ghi thông tin hàng hóa bên trong, chỉ độc nhất số điện thoại người nhận và địa điểm. Thậm chí, nhiều thùng hàng còn không có thông tin người gửi, nhà xe cũng không quan tâm bên trong là loại hàng hóa gì. Cứ tới điểm, gọi người nhận lấy. Nếu không ra kịp, thì lại gửi ở quán nước gần điểm trả. Có phải là nhã không? Chỉ một chuyến xe đã cho thấy mỗi ngày có lượng hàng hóa rất lớn được vận chuyển bằng xe buýt liên tỉnh. Theo luật sư, việc vận chuyển hàng hóa như trên đã vi phạm quy định của pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính. Hơn nữa, tình trạng lộn xộn đang tạo ra kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng vận chuyển hàng cấm. Hiện nay thì tại nghị định thông tư liên tỉnh số 12 năm 2020 thì quy định rất chặt chẽ về cái vấn đề vận chuyển hàng hóa trên các phương tiện công cộng, cụ thể là hàng hóa không quá 10 kg và cái kích thước của nó là không quá 30 x 40 x 60 cm. Đây là cái quy định. Trong trường hợp mà cố tình vi phạm cái quy định trên có thể bị xử phạt hành chính theo nghị định 100. Trở lại câu chuyện xe buýt 205 còn liên tục dừng đỗ trả hàng, đón trả khách không đúng nơi quy định, kiểu xe nhà ông thích dừng đâu thì dừng, không phải điểm xe buýt cũng dừng. Giữa ngã tư đông đúc cũng dừng, khách muốn lên, muốn xuống chỗ nào là xe dừng đỗ. Cũng theo luật sư, việc dừng đỗ không đúng nơi quy định có thể bị phạt lên tới 1 triệu đồng. Chưa kể hành vi này còn gây cản trở, mất an toàn giao thông cho các phương tiện khác. Hiện nay thì Bộ Giao thông Vận tải đã quy định buộc các cái xe buýt, xe vận chuyển khách công cộng là phải dừng đón trả khách đúng địa điểm, đúng nơi quy định. Trong trường hợp mà cố tình không dừng đỗ trả hành khách đúng nơi quy định thì sẽ mức xử phạt là từ 800.000 đồng đến 1 triệu. Tình trạng xe nhận gửi hàng hóa, đón trả khách không đúng quy định của một số xe buýt đã diễn ra trong một thời gian dài. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, các cơ quan chức năng đã không có biện pháp ngăn chặn và xử lý nhà xe vi phạm. Trong khi tình trạng lộn xộn đang ảnh hưởng đến hình ảnh tuyến xe buýt liên tỉnh và vô tình làm mất niềm tin của khách hàng sử dụng phương tiện này. Ngày 5 tháng 3, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, chỉ sau ít phút thực hiện việc mật phục ghi hình, đội cảnh sát giao thông số 6 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định. Theo dõi từ khi xuất bến, lực lượng chức năng phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 29B-17559 thuộc nhà xe Tân Long chạy tuyến Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang có hành vi đón trả khách dọc đường. Sau khi nhận được tin mật báo, tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông số 6 nằm trên đường Phạm Hùng, Cầu Giấy đã triển khai dừng xe, kiểm tra giấy tờ, hành khách trên xe và tiến hành xử phạt theo đúng quy định. Một trường hợp khác cũng vi phạm lỗi đón trả khách trên đường Khuôn Suy Tiến hướng về Phạm Hùng cũng đã bị lực lượng chức năng dừng xe và lập biên bản vi phạm. Tài xế này điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 19B-01176 chạy tuyến Phú Thọ, Hà Nội, không biết mình vi phạm lỗi gì. Nhưng sau khi được lực lượng chức năng cho xem hình ảnh, tài xế đã nhận mình vi phạm lỗi mở cửa xe khi lưu thông. Em mở cửa bến này, không có đón trả khách. Bây giờ không khách nó là thường xuyên rồi. Bây giờ xe dù, xe ghép nó nhiều, xe trong tuyến cố định nhưng mà em mới lấy đâu khách. Lỗi đúng vi phạm ấy. Tại sao em sẽ không trả khách ngoài đó? Trước và sau dịp Tết thì lượng khách tham gia giao thông đón khách về quê rồi cũng như là lên trở lại thành phố là khá đông, mà do ý thức của người dân là vẫn có cái thói quen là đón xe ở ngoài bến xe, ở trên các tuyến đường mà xe chạy qua, nên là có tình trạng
đón trả khách sai quy định của các nhà xe, thì chúng tôi cũng tăng cường những cái ca tuần tra kiểm soát và xử lý rất triệt để, nhưng mà cái hiện tượng này nó vẫn diễn ra hàng ngày, cũng do là thói quen của người dân khi mà đón xe khách về quê. Cũng theo đại úy Bùi Thành Tuyên, thời gian qua do đơn vị thường xuyên xử lý các trường hợp xe khách vi phạm dừng đỗ đón trả khách nên tình trạng này cũng đã giảm nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng trên, người dân cũng cần có ý thức vào bến xe để mua vé di chuyển, không nên đứng dọc đường bắt xe gây mất an toàn giao thông và tạo tiền lệ xấu cho các xe vi phạm. Doanh thu phim Mai hơn 500 tỷ đồng, đầu tư 50 tỷ đồng, Trấn Thành lãi bao nhiêu? Tính đến ngày 3 tháng 5, doanh thu phim Mai của Trấn Thành đạt hơn 525 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Việt Nam, một kỷ lục chưa từng có đối với điện ảnh Việt Nam. Số lượng này có thể chênh lệch 5-10% so với doanh thu thật. Doanh thu phim Mai hôm nay là bao nhiêu? Với con số doanh thu phim Mai 500 tỷ đồng, nhiều người muốn biết số tiền thực sự mà Trấn Thành kiếm được là bao nhiêu sau khi phân đều ra các khoản chi phí. Trấn Thành khi bước vào giới làm phim, anh luôn có thái độ khá khiêm nhường, chưa bao giờ tự nhận phim của mình xuất sắc mà chỉ nói rằng mình đã làm phim với cái tâm và lòng nhiệt thành. Dĩ nhiên, anh cũng không tiết lộ bản thân mình sẽ được bao nhiêu trong số tiền hơn 500 tỷ đồng, mà tất cả chỉ dựa vào suy đoán. Thông thường, với một người trong vai trò đạo diễn, tiền lương của người đó ban đầu sẽ nằm trong hợp đồng với nhà sản xuất. Sau đó, trong quá trình làm phim, số tiền này sẽ có kết quả chênh lệch dựa trên doanh thu bộ phim mang lại. Như Avatar 2 của đạo diễn James Cameron, bộ phim hiện đang thu về 2 tỷ USD trên toàn cầu. Tạp chí Forbes đã công bố Cameron mang về khoản tiền 95 triệu USD cho bộ phim mình làm ra, đã bao gồm cả thưởng doanh thu, có nghĩa mức tiền công của Cameron ban đầu là ít hơn con số đó. Avatar 2 về các khoản lợi nhuận dĩ nhiên phải do nhà sản xuất chịu trách nhiệm mà không phải là Cameron. Quay trở lại với Nhà bà nữ, bộ phim do công ty Trấn Thành Towers đầu tư sản xuất, nên với vai trò vừa là đạo diễn vừa là nhà sản xuất, Trấn Thành có thể kiếm về số tiền lớn hơn so với mức tiền công của đạo diễn thông thường. Đạo diễn Lê Hoàng, một trong những cha đẻ đầu tiên của dòng phim thị trường khẳng định, đạo diễn phim thị trường sống khá lắm vì thù lao có thể lên tới nửa tỷ đồng mỗi phim. Theo ông, việc đạo diễn bỏ túi đến 300-400 triệu đồng đến nửa tỷ đồng với một bộ phim điện ảnh trên thị trường hiện nay là điều hết sức bình thường. Lê Hoàng cho rằng, làm phim thị trường giống như một cuộc chơi và tùy theo mức độ chịu chơi, nhà sản xuất có thể đem lại doanh thu và cam kết ra sao đối với đạo diễn hay với nhà đầu tư khác. Ở trường hợp của Trấn Thành, con số nam MC mang về cho mình có thể cao hơn gấp nhiều lần so với những gì Lê Hoàng nói. Tuy vậy, khoản lợi nhuận của Trấn Thành sẽ phải chia lại rất lớn cho các đơn vị đồng sản xuất và phát hành, đơn cử như CGHK Entertainment hay các cụm rạp trên cả nước. Trong một báo cáo, đại diện rạp CGV từng cho biết họ thường phải tốn 1,5 đến 5 triệu USD để xây dựng một rạp phim mới. Số tiền đắt đỏ cũng kéo theo khoản khấu hao rất lớn, nhất là bảo trì máy móc. Thành ra cũng tùy theo thời điểm mà nhà rạp sẽ đề nghị ăn chia với nhà phát hành theo mức khác nhau. Ví dụ như thời điểm sau dịch bệnh, các rạp cần doanh thu để duy trì hoạt động nên sẽ đòi hỏi mức lợi nhuận cao hơn, có thể là 55% số tiền bộ phim đó thu về, còn lại nhà phát hành sẽ được hưởng. Tỷ lệ này sẽ hạ dần theo tuần. Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, đạo diễn Võ Thành Hòa đưa ra công thức tính số tiền thu được từ các phim chiếu rạp như sau. Doanh thu, cinema share, tỷ lệ ăn chia với nhà rạp 50%, phí phát hành 5%, chi phí sản xuất, các cổ đông sản xuất, thuế thu nhập cá nhân bằng số tiền lời kiếm được. Trước đó, vào năm 2021, Võ Thanh Hòa từng dễ giải con số mà nhà làm phim Bố Già nhận được khi phim đạt doanh thu 400 tỷ đồng. Nếu phim Bố Già đạt 400 tỷ đồng thì phần chia cho các rạp chiếu phim, có nghĩa là các cụm rạp khi chiếu phim tại các phòng chiếu của họ, thường sẽ dao động trong khoảng 50-55%. Như vậy, 400 tỷ đồng kia sẽ chia làm hai phần, phía ekip Trấn Thành nhận về 200 tỷ đồng, rạp phim nhận 200 tỷ đồng. Sau đó sẽ phải trừ tiếp phần phí phát hành. Phí phát hành này sẽ chiếm khoảng 4,5-5%. Như vậy, Trấn Thành sẽ còn khoảng 190 tỷ đồng. Trên con số 190 tỷ đồng đó, phải trừ tiếp chi phí sản xuất bộ phim. Lấy ví dụ, Bố Già thực hiện hết 30 tỷ đồng, thì Trấn Thành còn 160 tỷ đồng lãi ròng. Võ Thanh Hòa nói thêm, Trấn Thành vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn kiêm biên kịch của Bố Già, nên nam nghệ sĩ cần gom các phần phí đó lại, sau đó cộng với số tiền anh bỏ ra trên nền tảng 30 tỷ đồng chi phí sản xuất phim.
ví dụ như Trấn Thành chiếm 70% cổ phần đầu tư cho Phin, thì sẽ còn con số là 112 tỷ đồng, tương đương với 70% đó. Sau đó, còn phải trừ tiếp thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, nếu Trấn Thành có hơn 70% cổ phần trong Phin, đạt 400 tỷ đồng, thì anh sẽ mang về được hơn 100 tỷ đồng. Võ Thanh Hòa diễn giải. Về phim Mai, để biết Trấn Thành kiếm được bao nhiêu tiền thì cần biết phim anh có bao nhiêu người đầu tư, phần trăm của mỗi người ra sao. Đây là thông tin kinh doanh nên người trong cuộc không ai tiết lộ được. Theo công thức sơ bộ, phim Mai thu khoảng 500 tỷ đồng, nhà sản xuất có thể thu lại khoảng 166 tỷ đồng. Trừ đi kinh phí làm phim 50 tỷ đồng mà Trấn Thành công bố thì phim có thể xem là đang lời khoảng 116 tỷ đồng. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 đến 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30 đến 33 độ, phía Nam 32 đến 35 độ, riêng vùng núi phía Tây 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, riêng miền Đông 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.